đáp lại lời kêu gọi người hâm mộ Sài Gòn quay lại sát cánh cùng bóng đá Sài Gòn. Khoảng 10.000 khán giả, một con số kỷ lục của sân vận động Thống Nhất đối với một trận đấu quốc nội trong nhiều năm qua, đã đến sân để theo dõi trận derby giữa hai đại diện bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh ở giải đấu cao nhất nước. Ngày đầu năm 2012, thay vì cùng gia đình vui Tết dương lịch, anh Nguyễn Văn Lợi cùng bạn bè của mình lại khoác trên mình chiếc áo đỏ đồng phục của hội cổ động viên Sài Gòn FC có mặt tại sân từ rất sớm. Họ làm đủ ngành nghề, nhưng tất cả đều sẵn sàng lưu dấu cho một buổi chiều lịch sử của bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng 16 giờ, nhóm cổ động viên của đội bóng còn mới toanh này đồng loạt di chuyển đến khán đài D nằm trên đường Tân Phước. Dù sân vận động Thống Nhất là sân nhà, nhưng hôm nay các cổ động viên Sài Gòn FC phải cổ vũ ở khán đài D, khán đài được gọi là hạng cá kèo. Bởi trong trận derby đầu tiên này, đội bóng của họ đóng vai đội khách. Vì là chủ nhà nên những chiếc áo xanh của những cổ động viên Navibank Sài Gòn tràn ngập khán đài B. Chỉ riêng lực lượng cổ động chính quy của câu lạc bộ này đã lên đến 1.200 người, với 300 cổ động viên thuộc hội cổ động viên Navibank Sài Gòn và 900 cổ động viên là sinh viên từ các trường cao đẳng đại học liên kết với ngân hàng Navi. Dàn đồng ca hùng hậu này được đặt dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phước Thành. Dẫu áp đảo về lực lượng trong một trận cầu đẹp đi nóng bỏng, nhưng các cổ động viên Navibank Sài Gòn vẫn dành những lời chúc tốt đẹp cho người anh em mới của bóng đá Sài Gòn. FC Sài Gòn rất cố gắng để đá trận này, để ra mắt cùng khán giả Sài Gòn. Chúc cho đội bóng FC Sài Gòn được thành công. Như để bù lại sự ít hơn về lực lượng, dàn cổ động viên Sài Gòn FC liên tục cổ vũ hết sức nhiệt tình trong suốt trận đấu và đặc biệt gây xôn xao các khán đài bởi sự xuất hiện của dàn cổ động viên chân dài khi trận đấu bắt đầu được 15 phút. Hôm nay em tới đây cổ động cho đội Sài Gòn FC. Chị có thể kể tên một vài cầu thủ của Sài Gòn FC không? Dạ em không biết đâu. Vâng, họ đến để cổ vũ cho đội áo đỏ. Còn những tên tuổi cụ thể nào tranh tài dưới sân thì có gì là quan trọng? Chỉ một góc nhỏ ở khán đài D nhưng sự xuất hiện của những bóng hồng cổ động viên đã nhanh chóng trở thành tâm điểm và đem lại làn gió tươi mát cho cái nóng hầm hập của một trận đẹp đi Sài Thành. Khi ghi bàn nâng tỷ số 2-1, rất hoan hỷ, NC Amugu Jose chạy thẳng ra khán đài D tặng chiến tích cho các chân dài, bất chấp việc phải nhận chiếc thẻ vàng từ tay trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Bóng đá cũng như cuộc đời, niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác. Các bạn trong hội cổ động viên cũng đã đặt hàng với huấn luyện viên Lương Đình Tuấn là chúng tôi rất mong rằng là đối lối đá phối hợp nhỏ bật tường quay lại với đội bóng, bởi vì hiện nay tôi thấy là các cầu thủ của chúng ta là thi đấu theo cái lối của châu Âu hơi nhiều, 4-4-2, chúng tôi muốn là có lại cái lối 4-3-3. Trận derby Sài Thành kết thúc rất có hậu, một kết quả hòa đã mang đến sự hài lòng cho cả đôi bên. Với các cổ động viên trung lập, những khán giả chiếm tuyệt đại đa số chủ yếu đến sân để thưởng lãm bóng đá và dàn sao hùng hậu của hai đội cũng phải mãn nhãn với một trận cầu kịch tính với 4 bàn thắng đẹp. Người Sài Gòn đã bước đầu quay lại với bóng đá, nhưng để sát cánh cùng hai đại diện của mình sẽ còn là một chặng đường rất dài. Hãy chờ xem Navibank Sài Gòn hay Sài Gòn FC sẽ trở thành một biểu tượng mới trong tim những tín đồ túc cầu giáo của bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh.